Ok, hello, chào mừng anh em quay lại với kênh Sơn Dược Vlog của anh em chúng tôi. Hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục đi ăn. Mấy ngày nay khả năng đầu trọc của mình ăn nhiều quá bị phát ách rồi mọi người ơi. Cho nên hôm nay mình vào cho nên hôm nay anh em mình vào mình phụ mình ăn. Trước khi ăn thì anh mọi người ơi, thèm quá xin vô ăn chứ không phải là phát ách đâu. Trước khi ăn thì hôm nay mình xin gửi lời cảm ơn đến 20.000 anh em đã đăng ký kênh mình. Thật sự đó là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để mình làm những clip tiếp theo hay và giá trị hơn để anh em cùng xem. Những người nào mà đang xem video mình là mình cực kỳ biết ơn các bạn. Thật sự luôn. Thôi không linh ta linh tin nữa. Hôm nay anh em mình bắt đầu ăn thôi. Bạn ăn đi bạn. Mời anh em nha. Mời cả nhà nha. Ê bạn từ từ, mình có ý tưởng. Mình ăn hoài thì nó nhảm lắm. Bây giờ mình làm một kiểu, bây giờ anh em mình quánh đu trì đi. Ai thắng được ăn. Rồi chơi luôn. Ai thua là người nhìn miệng. Rồi chơi luôn. Thấy chưa? Ok. 1 2. Làm trước cái nào. Ê, đùi. Ngồi nhìn nha. Wow. Đấy là trời ăn thấy rồi ăn một miếng. Trời ăn thấy đã rồi mới được ăn chứ. Thế nào chứ thua mà. Mình nhìn chứ. Con gì đây là được quay 4 tiếng đồng hồ mình đặt quán bây giờ mới chín rồi. Mời anh em nha. Tháng là mình vô làm giặt. Mời anh em nha. Mời nhìn đi. Con gì này úp ngon ghê, nhà hàng úp cũng ngon luôn. Tao đưa tụi em thử với tin. Ừ, ăn đi đã. Ăn ngồi nhìn đi. Nói không tin đâu. Ngon. Ngon. Con gì này là gì xin nha mọi người. Bác gọi là ngang á. Gì này là anh nhanh em ơi. Ngon lắm. Vì này người ta úp gia vị là có là hình là có là chanh. Không. Có một cái món gọi là hình như là có cái gì mà đi mấy không? Ở ngoài đưa tụi ăn thử tụi nó cho nghe. Nói chung ăn này mình tính. Hồi nãy nhà hàng nói mình quên mất cái tên này. Ngon. Vô. Từ đó chưa ăn chưa. Kéo vào. Mày chưa ăn. Nhất phao câu nhì đầu cánh. Nhỏ. Không biết nào có gì không? Có chị dầu. Chị dầu đúng không? Không. Nãy tôi ăn tôi đâu ăn. Ông tháng tôi đâu ăn dưa. Ăn giang. Ăn giang không? Mày đùi nè. Nước chấm đã hả? Bạn nước chấm làm gì ngon mà. Lấy chanh mà. Nhanh đi ăn chậm với ba. Ăn chậm mới có người thèm. Ngày mai mình chơi heo rừng nữa mới đã đúng không? Bữa nay đừng quán nó không có. Dùm miệng đi. Nguyên nha, ăn đi phát ách này. Chưa giòn hay là gì là nó quay đâu giòn? Heo quay da mới giòn được không? Hình như là heo quay mới giòn da được. Vịt người ta quay mình thấy là quay 4 tiếng hồ mà nó vẫn quay chưa giòn mọi người. Quay vậy, cái thịt nó ướt, còn quay thịt nó khô là dễ. Dạ. Không, người ta quay cú kiểu này bạn, miếng cú kiểu này. Cú kiểu này mọi người.
ta quay gì người ta trút nước vô trong cái bụng cái gì nữa. Mình lấy còn nước. Được chưa? Thôi nhà dữ vậy ba. Ăn hết rồi. Đâu? Bao bác bao à. Bao đi. Ăn hoài không nào? Bao. Ừ. Đó. Cho ăn cái đầu đi ba. Ăn cái đầu để từ từ. Ừ, cái đầu. À. Bại bại bại. Dòm thẳng vô đây. Thề bút xương hả cha? Ngày xương của tôi mà, xương của tôi. Lật không có. Anh em mình thích, anh em mình làm cái món gì thì anh em bình luận vào đây nha anh em. Anh nhanh lên ba. Đã. Sáng rồi hơi đụng. Không đồng đại với mọi hình thức. Dặn ơi, chấp má nhiều quá. Mày á, cái gì? Cái gì? Giếng. À cho giếng. Không cho giếng không? Thua, giếng thua. Lại đây. Không, lại thua. Cái búa đập bể giếng mà. Cái búa đập bể giếng mà. Cái giếng là. Ai ta ra giếng thua luôn. Mày hả bự? Má gì tiếng mày? Đâu rầu. Chàng miếng bự. Cũng nhỏ lâu. Quá kệ muốn bự như bự gì. Giải lịch tôi thêm được bầu nguyên con. Miếng dừa ở đây đâu? Bằng đây đâu? Không biết. Không ngon là dở. Ngon. Dở dở. Vì để người ta quay sao người ta quay lâu 4 tiếng hồ mà sao nó không khô à? Dạ nó đẹp trưng cái kiểu của nhà hàng nóng quá. Không được cầm luôn. Quay, quay chút nước cho dậy vô bụng quá. Quá cái bụng lại. Rồi dùng thịt vô vô nước sốt này, cái nước sốt này. Nước sốt đây mọi người ạ. Đổ vô đây, xong nhíp bụng lại rồi quay, nó đổ nước ra cho anh em mình chấm. Đổ nước này ra hả? Ừ. Dạ. Giữ cái thịt, nước giữ cái thịt nó mềm không khô thì. Ngon. Ra đây tự á ăn thương thức ngon được ăn về mạng hết một gì khó à. Ngon. Này có đi xoài đánh cặp thì cặp cặp rồi bia mạnh. Đó đi. Mời em, mời em. Em ngồi nhìn chờ mình trước nha. Tôi tháng là tôi có quyền cho anh em món quà nha. Okay. Anh em nào muốn ăn cái gì là tôi tháng là muốn ăn gì là tôi theo cho đó. Hôm nay anh em mình ăn nhanh đi, không chờ nữa. Chờ. Ngon à. Dễ. Thơm à, thơm mùi mùi lắm. Đâu được thử thử coi. Thơm mùi lắm mà. Ok. Trần da. Ừ. Vừa thử. Ngon. Dạ. Nope.